Hi, xin chào mấy bạn nha. Thì hôm nay mình sẽ đi ăn một cái món đó là chân gà nha mấy bạn. Thì lâu rồi mình không có đi ăn, thì chiều nay mình sẽ ra ngoài đầu đường nè. Tại mình ở là Vương Bình Thạnh nha. Ra ngoài đầu đường, đường Bình Quế nha mấy bạn. Thì hôm nay mình sẽ đi mua một cái mình phải đi ăn chứ không phải mình đi mua, nó lộn. Mình sẽ ăn cái món chân gà nướng nha, không biết có không nha các bạn. Để mình quay cho bạn xem nha. Món chân gà này thấy là mình ra vô mình thấy là ăn khá đông đó, không biết có ngon không nữa. Thế này mình sẽ ra ăn thử review coi ngon không. Thì mình sẽ quay cho bạn xem nha. Ok mấy bạn, thì mình đã tới cái quán rồi nè. Đây là cái quán nè. Đó. Mà cái bảng nằm đây nè bạn, mà nó bị ngã rồi nè. Đó. Thì cái quán này là ngay trong cái khu nè. Khu mình đi ra đi vô nè, chỗ công ty nè. Đó. Chỗ bò tơ hội gì đó. Hội nhất nè mấy bạn. Thì ở đây là rất là mát luôn, ở đây là sát ra đường luôn. Mình ở đây thì mình thấy đi ra đi vô thì thấy người ta ăn cũng đông. Thì nó ngang nè bạn. Đó, nó ngang cái địa chỉ nè. Đây mấy bạn ơi, thì món ăn của mình ra đây. Trời hay tối nên mình quay cũng không được sáng nha. Đây là dưới rau nè, nhá nhấp nhẫn không. Còn đây là món bò lá lốp này nha. Mình không được sáng không. Đây mấy bạn ơi, thì cái bò lá lốp nè, mình kêu nướng xong rồi nè. Đây có bún nè, đây là nước chấm nè. Đây có bánh tráng nè. Dưa chua nè, kế nè, chua chát nè, dưa leo nè, xôi nè. Đây. Thì đây là cô đang nướng chỗ nướng nè mấy bạn. Cái đường vô nè, lỗ bầu hẹp nha. Đây mấy bạn ơi, đây có dưa chân gà nữa nè. Đây là có 16 ngàn một cặp nha, mình kêu 3 cặp nè. Đó, bò lớp. Cuốn nha. Cuốn đi, để rau đầy đủ luôn. Mình sẽ ăn thử này, nước chấm đây. Nước chấm này là gì ta? Cái mùi đá thơm thơm sao đó. Đây là cuốn bánh của mình. Thì cái chỗ này là xuống đường Bình Quế nha mấy bạn. Đây, ăn rất là mát luôn, rất là thoải mái luôn. Mà quay cái bảng cho bạn xem, nhưng mà cái bảng nó đã ngã rồi. Ơi, cuốn bự vậy. Quá to luôn. Đẩy rau nhiều. Rồi. Đây bạn ơi. Cuốn cho mình chà bá luôn nè. Giờ mình sẽ chấm ăn thử nha. Mình quay camera cho bạn xem. Ok bạn, thì giờ mình sẽ chấm ăn thử nha. Hùng sáng hùng. Cuốn bự quá rớt luôn à. Cuốn nó nhỏ thôi, trời. Cuốn chập bá từ lưa luôn nè bạn ơi. Đỏ thơm à. Chấm cái gì đó. Mè. Nó mè à? Anh không biết gì đó. Anh thấy không cơm? Trời ơi, trời lòng hồng nó trời. Nó mát quá nè. Nè. Quá ngon luôn. Sáu ngàn hả? Cái 8 ngàn. Bây giờ này cặp một sáng nữa. Ăn quá là ngon luôn các bạn ơi. Cuốn cặp bả ăn cuốn một no luôn. Không ăn nhiều nữa luôn mấy bạn ơi.
Đây mấy bạn ơi, giờ mình sẽ thử một cái chân gà nha. Đây có chén là muối ớt nè, muối muối tiêu có ớt hay là muối ớt. Chân gà lúc đây thơm quá, giòn, chân gà ăn nguyên xương luôn các bạn ơi, quá ngon luôn. Chân gà ướp vừa ăn quá trời, ướp màu quá nhiều hơi sao á, đỏ tươi. Chân gà đây các loại ghẻ nha các bạn. Chân tiền luôn. Cặp có 16 ngàn à. Các loại ghẻ luôn. Ăn phải nó chưa dùng giờ. Ăn ương xương nha các bạn. Chấm miếng muối ớt. Quá ngon luôn. Mà muối ớt thiệt. Dạ luôn cồn ngon quá. Xong. Đúng 2 cây. Quá ngon luôn. Thì đây có dịp bún nè mấy bạn. Nó bỏ lớp chân gà mà mình ăn mới có một cuốn thôi mình thấy bỏ lớp đây rất là ngon. Thơm. Nhưng mà có cái mỡ trong bò các bạn độn vô hơi nhiều quá. Chân gà thì rất là ướp vừa ăn nhưng mà xương giòn ngon, còn dĩa rau là rất ok luôn nha mấy bạn. Đây là đường mình đến nha, đường vô quán Lẩu Bò Bằng Hiệp nha mấy bạn. Thôi video mình kết thúc tại đây nha, mình hẹn mấy bạn trong video sau, mình sẽ đi ăn nhiều món ăn khác hơn nữa. Video này mình sẽ sơi mới được cái thôi là người ta ăn hết.